chúng ta xây tháp, xây chùa, đúc hình tượng Phật, tương lai được quả báo sẽ giống như lời nói trong kinh hay không? Đương nhiên sẽ giống. Nhưng duyên bố thí phải đầy đủ thì mới giống. Nếu duyên chẳng đầy đủ thì bạn sẽ không được phước báo nói trong kinh. Phần trước nói phước báo lớn như vậy là dùng tâm từ bi của Phật mà lại. Việc này dễ làm được. Ngày nay bố thí tháp từ của Phật, bố thí đạo tràng của Phật, trước tiên bạn phải quan sát chỗ đó thật sự có đạo hay không. Xây đạo tràng, tôi đã từng nói với các bạn đồng tu, từ xưa đến nay không phải nói xây đạo tràng xong rồi đi khắp nơi tìm người tu hành, không phải vậy. Đó là phan duyên chẳng được phước. Phải tu như thế nào? Nhìn thấy có người thật sự tu đạo thì bạn xây đạo tràng cho họ, phước báo như vậy mới lớn. Dùng khả năng của bạn để giúp họ, thành tựu cho họ, đó là phước báo chân thật. Ngày nay chúng ta đích thực thấy có một số đạo tràng không đúng như pháp, hầu như nơi đâu cũng có đạo tràng không đúng pháp. Đạo tràng được xây cho thật huy hoàng tráng lệ, nhưng trong đó không làm việc đạo, chỉ có vài người ở trong đó hưởng phước, ở trong đó tạo nghiệp. Vậy thì chúng ta bố thí cúng dường là giúp cho họ tạo nghiệp. Bạn còn có phước hay sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ. Khi họ đọa lạc thì bạn cũng phải liên lụy. Đến lúc đó bạn lại quỷ bán tam bảo. Bạn nói trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng rằng bố thí tháp tự đúc hình tượng được phước, nhưng tôi làm xong lại bị ác báo, lời Phật nói không linh. Do đó bạn bán Phật, bán pháp, bán tăng, tạo tội nghiệp nặng thêm, đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Phật chẳng nói sai, mà vì bạn hiểu sai ý nghĩa. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Phần trước nói về bố thí cho người nghèo hèn chẳng có vấn đề, phần này nói về bố thí tháp tự có vấn đề. Phải bố thí cho nơi thật sự có người tu đạo thì mới không có vấn đề. Làm thế nào để bố thí cúng dường đúng như lý như pháp? Ví dụ ở chỗ này có hai ba người tu hành, sẽ cho họ một túp liều tranh nhỏ là được rồi. Ít người không cần phải có chỗ rộng lớn. Nói một cách khác, đạo tràng lớn hay nhỏ, hình thức phải thích hợp với sự làm việc đạo của họ. Như vậy là đúng như pháp. Nếu vượt trội hơn, thí dụ nơi đó chỉ có vài người tu hành, lại đi xây một đạo tràng rất lớn, vậy thì sẽ có lỗi. Tại sao? Đạo tràng lớn như vậy, nếu trong đó chỉ có 5-6 người ở, thời gian quét dọn mỗi ngày còn không đủ. Không phải bạn làm cho người ta mà tức chết hay sao? Họ có thời gian ở đâu nữa mà tu hành? Chúng tôi đã thấy đạo tràng rất lớn, rất an nghiêm. Khi họ ở đó có bao nhiêu vị, họ nói có 5-6 người, làm sao có thể quét dọn? Có nhiều gian nhà phải đóng kín lại, vì chẳng có thời gian quét dọn. Một năm chỉ mở mấy lần để làm pháp sự, tìm vài tín đồ giúp đỡ dọn dẹp,
lúc thường ngày thì chẳng dùng tới. Như vậy thì không đúng nhiều pháp. Cho nên trong thời đại giai đoạn hiện nay, việc tu phước nào trong nhà Phật quan trọng? Huấn luyện đào tạo nhân tài hoằng pháp. Trước kia có thể bố thí pháp tự, cúng dường tượng Phật có đại phước báo, vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật pháp, đều hiểu rõ, đều có tâm cung kính. Như vậy thì phước báo mới lớn. Tu phước trong nhà Phật, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Thời xưa Phật pháp có thể tuyên dương, mở rộng phổ biến, vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật pháp. Đều biết tôn kính. Sự cung kính này vượt trội hơn phần đông những người trong thế gian. Nói thật ra, tín đồ cung kính Phật Bồ Tát còn hơn cha mẹ, hơn những người tôn trưởng. Nguyên nhân là do vua chúa thời xưa đề xướng. Vua hết lòng học tập. Phật Bồ Tát là thầy của vua. Người dân tôn kính nhà vua thì đương nhiên phải tôn kính thầy của vua. Có thể có tâm cung kính này thì được phước. Thay đổi tâm tôn kính Phật Bồ Tát, thành cung kính xã hội đại chúng, tôn kính hết thảy chúng sanh. Đó là học theo Phật Bồ Tát. Do đó phước báo của sự tu phước này mới lớn. Hiện nay Phật pháp đã suy thoái, đặc biệt là 200 năm gần đây. Nền giáo dục Phật Đà đã biến thành tôn giáo xã hội đại chúng. Coi Phật pháp là mê tín. Nhìn thấy chùa miếu đều là mê cung. Thấy hình tượng Phật Bồ Tát là ngẫu tượng. Nói một cách khác, chẳng có tâm cung kính gì hết. Không những chẳng có tâm cung kính, còn giúp họ tạo nghiệp. Do đó có thể biết, ngày nay xây tháp tượng, tạo tượng Phật, xã hội đại chúng cho rằng bạn đề xướng mê tín. Thì làm sao tu phước được? Xã hội đại chúng phải hiểu Phật pháp là gì, phải hiểu rõ Phật pháp đích thực có ích lợi cho chúng ta. Lúc đó khi bạn cúng dường tháp tự, đúc tượng Phật thì mới có công đức. Làm việc này bạn có thể có phước hay không thì phải coi phản ứng của xã hội đại chúng, coi nhận thức của xã hội đại chúng. Mọi người nghĩ thử coi có lý hay không. Do đó muốn thật sự tu phước thì phải lay tỉnh xã hội đại chúng.